Tôi chỉ dành dùm được có bấy nhiêu đây. Tôi gửi hết cho chú nè. Làm ơn giúp chồng tôi nghe. Thấy chị khổ tôi cũng ái ngại. Nhưng tội của anh Lực nặng quá. Bây giờ chỉ có cách chạy thành tội chứa chấp thì may ra bị phạt roi rồi thả về nhà. Chứ bị khép tội tòng phạm thì sẽ bị đi lưu đày, không có ngày về luôn đó. Nhưng mà tôi thấy như đây mà lo lót cho quan sợ không có đủ. Đây là đôi bông tai mù u, nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà đây là kỷ vật của má chồng tôi. Chồng tôi đưa hôm đám cưới á, chú cầm đi. Tôi thề sống chết á, tôi không bao giờ tháo nó ra khỏi tay. Nhưng giờ thì tôi không cần nữa rồi. Tôi nhờ chú á, nói giùm quan trên một tiếng. Tôi đợi ơn chú nhiều lắm nha. Thôi được rồi, thấy tình cảnh của chị như vậy á, tôi cũng thấy đứt ruột quá. Bụng mang dạ chữa mà phải chạy dậy lo cho chồng. Để tôi nói với quan trên một tiếng giúp giùm cho chị. Trầm sự nhờ chú. Sinh mạng của anh Lực nhà tôi nhờ vợ chú hết. Chị nói như vậy tôi thấy trách nhiệm nặng nề quá. Thôi thì tôi ráng được tới đâu thì ráng. Vậy tôi về trước nha, có gì tôi báo cho chị. Dạ cảm ơn chú. Nhờ chú giúp tôi nghe. Chị hai, tôi chỉ lo cho thằng tí anh với lại đứa trẻ sắp chào đời không thấy mặt cha nó thôi. Chị hai, em biết tuy miệng chị nói vậy nhưng mà chị rất thương anh hai. Chị lo cho anh hai lắm, đúng không chị? Đôi bông tai đó là của má để lại trước khi mất, là sính lễ khi anh hai cưới chị. Nên em biết chị quý nó dữ lắm. Vậy mà giờ chị lo cho anh hai mà chị phải tháo nó ra đưa cho người ta. Đeo làm gì? Mạng không có biết giữ được không? Xá gì đôi bông tai. Chị đừng có nói giọng đó nữa. Chị đừng có ráng gồng làm chi. Chị muốn khóc thì chị cứ khóc cho thiệt to đi, chị cứ khóc cho đã đi. Bao nhiêu ấm ức trong lòng của chị cứ cho nó trào ra hết đi. Chị cứ khóc một lần cho đã đi mà chị ơi. Khóc đi chị. Sợ lắm chứ. Tôi đâu có phải sỏi đá đâu mà vô tri vô giác. Nếu cha thằng Tí Anh mà có bề gì thì cả nhà này phải sống sao đây? Tôi biết phải làm sao để nuôi hai đứa nhỏ đây hả cô? Sao anh của cô ác như vậy hả cô? Sao anh cô không để cho tôi yên ổn một ngày nào hết trơn vậy? Tôi có tội tình gì đâu chứ. Mẹ ơi mẹ.